U23 lạc quan như đám đông, nhưng cổ động viên thì lại không. Luôn tỏ ra là mình ổn dù Đoàn Văn Hậu chấn thương đều khoảng trống. Tất cả đều hướng về bán kết và nghĩ rằng đến đây đã là hết. Rồi tâm bố Minh Quang đầy người sáng, lịch sử bóng đá Việt Nam đã sang trang. Gặp khó trọng tài gốc Y rất chỉ để chứng minh chúng ta là chiến binh. Lại gặp quả Ben không đau nữa, Quang Hải nã xuống số 8 này bình tĩnh chỉ một quả thôi. Cho sự yêu đuổi Qatar lên đỉnh ngay, trọng tài ơi, anh đến muộn em tới muộn họ có được không? Việt Nam ơi, cho Qatar một bờ vai, tựa đầu gục ngã bị hành mệt phá. Việt Nam ơi, chúng ta report nhà nhà, bị Facebook quá, trọng tài sơ quá. Việt Nam ơi, Qatar thêm 2 năm vàng, đội mình không ngán mà càng tỏa sáng. Việt Nam ơi, xin hãy hát lên bài ca, để lần chiến thắng này là lần sắp cuối thôi. Hồi hộp, rẫy rung, tâm tư như sóng đánh, chơi vui, sợ hãi, tâm hồn thì mỏng manh. Lại thêm một bài thua khó hiểu, nhưng chúng ta không đủ thế là tiêu. Quang Hải cứ lòng về đẳng cấp để Việt Nam lại gọi qua lân lân. Thì trái tim của đối được nghỉ ngơi khi thì phù mại vẫn mất phân bại thắng một trận lung lung. Nửa lạc đủ, chiến thắng thì đã chẳng quan trọng. Thủ môn của Tiến Dũng càng phá thành công đội trưởng Qatar và đại phá cực đạt. Cũng số 13 rồi tất cả tinh hoa văn thánh chúc của tất cả cùng vỡ hoa. Chẳng nhịp nhàng mình yên như mây thôi, cảm xúc thì chẳng còn ngay nối. Lắng nghe thật khẽ có lòng tôi vào chung kết rồi chỉ còn biết vậy thôi. Việt Nam ơi, xin cảm ơn chàng trai cùng thầy hàng xéo làm thành kỳ tích. Việt Nam ơi, xin hãy sống trọn từng giây vì khoảnh khắc ấy đời mình đang thấy. Việt Nam ơi, xin hãy gấp chút tình yêu thể hiện cuồng si một lòng không phí. Việt Nam ơi, chúng ta chỉ mới chịu dần một người một ý toàn thành ý chí. Hãy chờ tâm tư tôi ở đây, 90 triệu dân đều đã hiểu. Thứ tôi mong mỏi từng ngày là tiền thưởng cho U23 mỗi người chỉ cần bỏ chung vài ca, là tiền đã chảy hàng trăm tỷ. Thứ U23 xứng có được chính là tấm lòng của chúng ta. Việt Nam ơi, xin cảm ơn những chàng trai cùng thầy hàng xéo làm thành kỳ tích. Việt Nam ơi, xin hãy sống trọn từng giây vì khoảnh khắc ấy đời mình đang thấy. Việt Nam ơi, xin hãy góp chút tình yêu thể hiện cuồng si một lòng không phí. Việt Nam ơi, chúng ta 90 triệu dân một người một ý toàn thành ý chí. Việt Nam ơi.